Còn ít cái cám cám cũ quá nó không được thơm gì. Vâng. Thay ra cái mà nó cám mới. Đây là gia chủ muốn hong qua cho nó khô. Đấy, dãi nắng. Đấy, 3 ly, 4 ly. Ngày hôm qua thì gọi ông khô quá lại cứng. Máy ra cứng rắn rồi. Hôm qua thôi. Cái này chỉ tránh mỗi cái trường hợp là đừng để nó khô thôi. Đấy, lúc cuối là nhớ là cho cám gạo cho nó thoát nỗ. Cái cám này nếu mà cám này để khô ở trong ở ngoài này thì nó không cứng mấy đâu, nhưng trong này nó khô